Ok, hôm nay em, hôm nay chúng ta lại đổi vào một con game mới. Game này có tên là Shogunner. Thực ra nó cũng không mới lắm đâu. Game này cũng ra mắt khá là lâu rồi. Nhưng mà gần đây thì tôi mới có thời gian chơi lại thôi. Đây. Lúc trước thì tôi đã chơi game này một lần. Thì bây giờ chúng ta chơi coi như là bắt đầu lại từ lần mới luôn. Mình sẽ là đóng vai một cái thí sinh trong chương trình thực tế ảo có tỷ lệ được cao về cái mạng sống của mình. Nơi mà mình sẽ trình diễn những pha đấu súng ống đầy nguy hiểm luôn. Dạng như là cái show truyền hình đó nhưng mà nói về cái chủ đề súng ống. Game này nó thể loại mà chiến thuật hiệp lực. Nói đơn giản ra thì nó giống như mà cái con game dạng của mà XCOM á. Nếu như anh em chơi mấy cái dòng game XCOM nhiều thì sẽ biết đến cái thể loại này. Đây chỉ là cái đoạn giới thiệu ngắn 25 giây thôi. Coi cái video này đi. Anh em chơi XCOM thì chắc sẽ biết những cái mà thông số, mấy cái chỉ số về cái chiến thuật theo luật của cái thể loại bắn súng như thế này. Mình có thể là cảnh giới nè, di chuyển rồi bắn súng hay là canh chừng gì đó. Mấy cái trailer này thì chủ yếu là nó sâu vô vào cái cốt truyện nhiều hơn. Đây. Yếu tố máu me nó hơi nhiều nha, nên chắc lúc chơi chắc cũng hay tìm so lại khá khá đó. Cốt truyện của game này thì cũng có vẻ khá là thú vị đó mà. Chưa có thời gian tìm hiểu nhưng mà lúc trước tôi chơi thì ấn tượng nó cũng khá là nhiều. Đây anh em nhìn cái thanh này là nếu anh em chơi XCOM nhìn vô cái thanh này là chắc anh em nó cũng biết nó là cái gì là cái gì. Mình có thể cảnh giới là trông chừng là gài đạn nè. Hoặc là sử dụng mấy cái mà trang thiết bị. Game này đơn giản là cái yếu tố chiến thuật nó lên cao hơn. Ở đây là ba nhân vật của chúng ta luôn. Cũng được. Hai cái lối bui thì nó chỉ có phần nhánh kỹ năng, tôi nói đơn giản như thế này thôi. Tôi chơi thì cũng cách đây là nửa năm rồi, nên cũng không biết gì hết. Bây giờ thì chơi thử lại cái bản mới hoàn toàn trên Steam này luôn nha. Game này được làm bằng Unreal Engine. Unreal Engine thì bây giờ nó phát triển rất là mạnh những cái mảng game luôn. Không chỉ game mà bên cái ô tô thiết kế hay là đồ họa điện ảnh luôn nữa. Game này có hiệu ứng nhấp nháy, chúng ta nên cẩn trọng trước khi mà chơi. Khoan 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 khoan, option. Sao mà FPS nó thấp dữ vậy ta? Tôi phải đi bật cái trong đây lên cái nữa. Nó là do cái vi sinh ghi sinh á. Này nè. PC này tắt nè. Limit FPS này tắt luôn. Apply. Rồi, chắc ở đây là cái màn hình chờ nên nó lock FPS gì thôi. Tôi bật lên lock ở 75 đi. Nhưng mà FPS rồi mấy cái này còn bộ lâu chào hết luôn. Rồi bây giờ vô và có DLC nữa ta. DLC thì không biết cái bản dev gửi cho tôi thì có vui DLC không? Không, tốt nhất là mình chơi xong cái bay game này mới tới DLC và phát hành họ khuyến khích ở đây. Rồi chúng ta vô new game. Chơi ở mức bình thường trước đi, xưa mà bình thường này nha. Normal. Nói gì chứ tại tôi bấm lên cái nút ở trên rồi. Ok, tầm mắt. Nó hơi góp FPS một tí đó, tôi có cảm nhận thấy nó hơi góp nhẹ nhẹ thôi. Chắc là đang load mấy cái texture ra rồi game. Đây là nhân vật chính của chúng ta đây, một em tóc đỏ. Người dẫn chương trình, cô ấy vẫn đang di chuyển rất là cố gắng luôn. Trời ơi. Ngút nguyên cái dao trong người kìa. Không gì có thể ngăn cản đâu. Mình đang trong mà cái cuộc thi trò chơi đó nhưng mà bị thương rất là nặng rồi vẫn phải cố gắng mà lên lết đi. C là tem, V là pháp đó. Đây là chỉ số nhân vật của chúng ta, mấy thông số cũng tương đối ngắn gọn đơn giản luôn. Chỉ số máu là di chuyển nè, sát thương cơ bản, sát thương cận chiến, cái này đạn dược, còn cái này là tầm bắn vũ khí. Mình vẫn có thể tiếp tục di chuyển được. Mặc dù tình trạng cơ thể thì khá là to rồi.
But it takes more than that to survive on Homicidal All-Star. Cố gắng lên lớp vậy thôi. Có cái bẫy nè, mình phải phá bẫy nè. Taking care of that trap. Đây là cái trò chơi nó dùng cái tính mạng của mình đặt cược á, nên bắt buộc là phải để ý rất là nhiều cái tiểu tiết luôn. Đi mà gặp bẫy không phá cái là cái game luôn. Đây là cái chạm hồi máu cho mình rồi. Máu mình hiện đang góc trái ở dưới đang hiển thị là 8/25 á. Đây, mình đã kích hoạt cái sự kiện ở trong cái khu vực hồi máu. Đã bị đột kích rồi. Lúc này thì chắc bắt đầu là cái hướng dẫn vậy thôi. Mình cần phải di chuyển đến một cái vị trí an toàn. Đây, hai cái bạch này là cái điểm action phone của mình. Action phone thì hết thì coi như là hết full. Anh em mà chơi mấy con game mà chiến thuật treo lược thì chắc cũng biết cái điểm action phone đó là cái gì. Đây là cái nơi vị trí để mình ẩn nấp, nó có hiệu quả hơn. Rồi đi thôi, chuột trái để chọn, chuột phải để di chuyển, sau đó mình có thể ngắm vào đây bắn này. Nó bắn rồi mình bắn mít nha. Thằng này bắn cũng mít luôn, đương nhiên là game mà. Mình nên di chuyển đến cái chỗ này, di chuyển tầm gần á, trong cái phạm vi này thì tốn một điểm action phone, còn ra khỏi cái phạm vi màu xanh này á, màu vàng á, thì tốn 2 điểm. Tuy nhiên thì nó lại an toàn hơn. Này, như mình đi qua đây mình tốn 2 điểm nè. Sau đó bắt mình phải xài số 5 đó. Let's shoot hoặc là đúng 8. Mình có thể chọn hai mục tiêu nè. Scarlet shakes the cobwebs and shows off her speed. Rồi đến đây bắn mục tiêu này, chỉnh hơi phức tạp tí. Nãy giờ nó bắn mình mít không? Đang cái đoạn hướng dẫn game mà. Nhấn số 2 để tăng cái chỉ số cảnh giới lên. Ok. Cảnh giới là khi trong cái phạm vi mình đang nhìn á, nếu như có quân địch di chuyển thì mình sẽ tự động bắn. Đây, mình có thể di chuyển lại chơi cận chiến luôn nè. Cái này tôi cắt giảm mấy cái tình tiết máu me lên đó, chứ để hồi nó bạo lực lắm. Đây là xong cái phần hướng dẫn đầu tiên. Mới có level 1 lên được khoảng 1/4 rồi, 20% rồi. Nên chắc còn cũng lâu lắm. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu vô game đây. Cuối cùng thì chúng ta đã đến được cái chạm hồi máu. Thấy nguy hiểm chưa? Nhìn nguyên cái biển lửa kìa. Oh, how about a little fire, Scarlet? Gì thơ khéo? Cái đó là bẫy gai trên tường, lạng quạng là mình đi luôn á. Nhìn con gì như con chuột kích kỳ vậy. Rồi, Marty. Mình tên là Get, còn thằng niên này tên là Marty nha. What did I tell you about sticking close? Lesson learned. Believe me. Thì thôi, bây giờ mình có một người nữa trong tay mà. Jesus, you look like shit. Cái này lụm được không?
Đây nè, hai người nè, Marty với mà Galad nè. Nhưng mà cái tóc mình nó chơi nguyên cái đầu như cái màu gà màu đỏ vậy đó. Nên thanh niên này cứ kêu mình bằng ghét ghét thôi. Khán giả nè. Cái này chậm hồi máu, nuôi máu này không cần. Bên này là cái chậm gì? Chậm này tiếp tế cho mình một số cái loại vũ khí. Nó bán hả? Bán thì chắc không cần mua đâu. Thậm chí mình có thể donate cái này để lấy 25 tiền luôn rồi. Đó. You don't have an autograph. Go ahead, sign it. Gotta start building your brand. Nó không cho mình vô đó. Bắt mình phải giao lưu với khán giả trước cái đó mới được. Hi, can I have an autograph? Sure. Tôi có thể chụp một cái mảnh không? Mình đang trong một cái show truyền hình về súng đạn, nên cái danh tiếng của mình đó sẽ ảnh hưởng bởi cái thái độ của mình đối với khán giả nó ra sao. Bây giờ khán giả nó xin mình chụp tấm ảnh nè, mình nên tỏ cái thái độ như thế nào đó. Cái này cái thái độ kịch cỡm với nó, còn cái này là danh đe, là kiểu mà đùa thoải mái thôi. Tên John Doe, tên của bạn là gì á? John Doe này á, tức là một cái người chết mà không thể xác định được không tin tên tuổi, người ta mới gọi là John Doe. Cái này là yếu tố hài hước nè. Cảm ơn, nó bình thường thôi đó. Mình có thể tương tác với khán giả để tăng mấy cái chỉ số boost của mình lên, gọi là chỉ số fame á. Đây nè, khi mà cái fame của mình nó lên mấy cái này, mình có thể tham dự mấy cái giải đấu cao cấp hơn. Lúc đó thì hiện tại mình đang ở đáy xã hội thôi, underdog. Khi mình đủ cái điểm mà danh tiếng á, cái chỉ số này nè, mình đủ cao lên, nhưng mà mấy cái này thì nó cho mình boost. Đây là 4 cái chỉ số thay độ. Lên thì mình tham gia được mấy giải đấu cao cấp hơn. I think so. Shit, you better know so. Looks like the challengers are gearing up for tonight's main event. As always on the show, the deadly defenders they'll be facing. Rồi, bây giờ mình qua khu vực số 2. Đấu với mấy thằng sờ cung, là loại mấy thằng quân đoàn ghét cưỡi. Time for the final battle of the night. Will the challengers survive what's in store for them? One thing's for sure, it's gonna be bloody. Máu mình 42 mà máu thanh niên này cao kết đấy nhá. Tôi nghĩ ban đầu chúng ta nên bắn nó thì tỷ lệ bao nhiêu ta? Bắn nó thì hơi khó đó, nên đi qua đây mình cảnh giới đi. Rồi, mình đang cảnh giới trong tầm nhìn. Thanh niên này thì chắc cũng vậy luôn. Hoping for a clear shot. Coi người ta hành động ra sao đó. Bắn nè. Caught in the open. I felt that from here. Quanh hết chết luôn. Thằng này nó cũng bắt đầu cảnh giới như mình này. Mình đi vô phạm vi màu cam của nó là nó bắn mình đó. Chắc gài đạn thôi. Tiếp tục cảnh giới. Này cũng gài đạn luôn. Thằng này nó không nhúc nhích gì đó. Nhúc nhích, nhúc nhích nè. Có thêm một thằng sâu gai. Thanh niên này giống mệt mà cái thằng trong mấy cái game mà God Gunner đó. Game God Gunner chạy chạy trên tường á. Một cái thằng khốn nạn với một thanh kiếm. Nó có thể cái tiêu diệt địch từ cái khoảng cách. Kỳ thằng câm lặng luôn, nó mót hai cái chân nó lên đó nè. Máu nó 30 nữa nha. Có nên có khi mình nên rút quân về đi. Vẫn là cảnh giác thôi. Vẫn là cảnh giác luôn. Rồi thằng này manh động là bắn ra liền nha.
mày ngứa này ở đâu ra? Looks like the arena's about to get a bit more crowded. Cái béo gì vậy? Chuẩn bị có ba thằng nó đi vô, trời ơi. Chuẩn bị có ba thằng nó vô từ hướng này nên chắc tôi rút về đây luôn. Ba mươi lăm phần trăm hộp rồi. Mình có hai cục máu trong này. Không sao. Đập nó không chết rồi. Nó rút rồi, nó rút rồi. Mình về đạn cái rồi bắt đầu cảnh giới. Rồi cái này mình dứt điểm là được rồi. Bây giờ có ba thằng nữa đi vô rồi. Lách hết rồi luôn. Đau nha. Not what we call a hit. And we're unexpectedly joined by the show director, Orion. Cái gì nữa đây? Có một cái cú gì đó. Bắt đầu nó dàn xếp cho mấy cái trận đấu như thế này nó trở nên kịch tính hơn nè. Let's see how you handle some complications. Rồi nó thả thêm đồ chơi vô cái sàn đấu của mấy mình này. Ở đây là nó chơi mấy cái thùng thuốc nổ luôn. Mấy cái bình ga bắn vô thì chắc nó nổ rồi thôi. Like đây nè. Now you've got a better chance of going out with a bang. Sống bắn vô cái thùng này trời. À phải chọn đúng cái thùng đó. Trời ơi. Double kill. Rồi. Bắn cái thùng này luôn là xong rồi đó. Tương tác với môi trường. Thường mấy cái độ khó trong con game chiến thuật như thế này á là chính là những cái khả năng tương tác với môi trường của mấy cái con nhân vật NPC chứ không đơn thuần chỉ là người chơi chúng ta đó. Đây là mình đạt được ba cái phần độ. Level 7. Đạt được cái thành tựu đầu tiên. Đây chỉ là mới hướng dẫn game thôi. Và mới xong một cái thôi. Tiếp theo là đi đến cái khu mỏ, mỏ hoang cũ nữa. Chúng ta mới xong cái chương trình đầu tiên. Chào.
Đây là cái cánh gà của cái show diễn mình nè, nơi mà rất nhiều cái sự kiện để tường thị trực tiếp cho mình luôn. Mình có vũ khí vào đây đó. Đi vào chắc là nói chuyện với mấy cái ban quản lý dự án thì thôi. Đây là cái buổi trình diễn của bạn không con? Chào mừng đến với ngôi nhà chung của chúng ta. Tôi nghe cái đống cái cửa này rất là nhiều lần rồi, không quan tâm nữa nữa. Đây là một nơi an toàn để thư giãn giải trí sau mà mỗi cái chương trình diễn ra như thế này. Đây là cái phòng để ghi cuốn. Cái phòng này chắc là vô đó phỏng vấn rồi nói chuyện gì đó trước cái kế hoạch thôi. Đây là cái đoạn radio ghi âm sẵn, nó chứa những cái lời thoại như thế này. Thằng đó thằng vàng á. Tốt nhất mình nên nghỉ ngơi tốt nhất có thể trong cái cán này trước khi mà bắt đầu cái chương trình kế tiếp. Nếu mình có thể sống sót đến cái cuối cái chương trình đó thì chắc anh này sẽ trở thành một cái gì đó rất là nổi tiếng rồi. Mình là con bé này tên là cái gì quên tiêu rồi. Caleb nhưng mà cái chơi cái tóc đổ hoe vậy á. Tóc đổ hoe nên người ta gọi là Ghét không à. Ska Ghét. Còn thanh niên này tên là Marty. Nó chủ trương chính của thằng này chính là màu vàng. Đó, yellow. Marty bằng Marty này lên 38 rồi ta. Máu nó 44 lần. Cái chỉ số gì nó cũng hơn mình vậy đó. Có điều đạn với mà cái vũ khí của nó hơi cùi tí. Đạn với tầm bắn nó hơi thấp là 2-4 rồi. À mình có vũ khí mới nè. Ngon, lên luôn. Không, hai đứa này không có xài chung cái vũ khí rồi. Có hai Q-phone nữa. Q-phone này thì tăng cái đam tầm đánh cận chiến. Cái phát bắn bây giờ sẽ gây tôn cho quân địch đó. Cũng được nha. Nhưng mà có số 4 này là cái gì? Tốn 4 điểm trời ơi. Mình hiện tại chỉ có 2 điểm thôi nên chắc là cũng chưa tăng vội cái gì đâu. 2 điểm thì mình có thể tăng được cái đam cận chiến lên 4 nữa. Là lúc đó thanh niên này đam cận chiến là lên tới 13 luôn á nha. Cũng được. Tôi sẽ bui cận chiến cho thanh niên rồi luôn. Nhưng mà cái này 11, cái này 2 á. Bên này là em Caleb của chúng ta mới lên được cái level 2 nên chỉ có 1 điểm thôi. Tăng thêm 1 ô mà phạm vi di chuyển. Cái này thì đối với chiến lược nhiều hơn, còn cái này nó cộng trực tiếp vô sức mạnh. Nhưng mà đi đường dưới thì mình không thể tăng được điểm trên. À sau khi đánh bại mà đánh một lần bằng cái đồn cận chiến á, mình có thể di chuyển thêm một lần nữa. Hồi được một cái điểm action phone. Cái này khi mà chơi đánh với số lượng nhiều quá quân địch á, mình có thể công cùng lúc diệt được 3-4 thằng liên tục luôn. Đó. Thì cái điểm này rất là có lợi nha. Có điều tăng thêm 4 nữa. Thanh niên này 13-15 ưu tiên cận chiến hơn. Còn con bé này thì 5-7 thôi. Nếu như tăng thêm 4 nữa. Còn cái này tăng thêm một phạm vi di chuyển. Tính ra cũng không có lợi cho mấy. Nhưng mà cái này mình có khả năng là khiến cho trạng thái bản thân là miễn nhiễm với súng đạn trong vòng một tôn nè. Tức là cái tôn nào khả năng mình bị tấn công mình gồng cái này lên rất là ngon nha. Nhưng mà tăng nhánh trên đi. Nhánh trên tôi thấy 3 điểm này nó rất là xứng đáng. Sau đó mình có thể tăng được xuống cái đường dưới. Ok, cái frame. No. Cái này dạng là cái danh tiếng của mình. Chính xác hơn cái frame này là cái điểm danh tiếng. Khi cái điểm danh tiếng mình lên cao á, trong cái show truyền hình á thì sẽ có một số cái nhãn hàng tài trợ như thế này. Như hiện tại mình đang ở dưới đáy xã hội lên The Dot á, gọi là cặn bã, thì mình có 250 điểm danh tiếng à. Nên nhà tài trợ của mình hiện tại chỉ có 2 nhà tài trợ này thôi. Mình có thể mà đeo cái logo của nhà tài trợ Walmart này vô. Đó. Thì mình sẽ nhận được 3 trái lựu đạn được tài trợ. Còn bên đây thì sẽ nhận được 3 cái medkit. Còn bên này thì một cái điểm hài hước thì sẽ nhận ngay lập tức 1000 XP luôn. Nên mình sẽ cố gắng là lấy cái này. Tí nữa đùa mà vui vui mấy thằng fan tí.
để nhận được cái điểm này. Lấy ép ngon hơn. Mình có thể đeo logo của nhà tài trợ, tôi không biết có thể đeo cùng lúc ba cái không. Nhận được ma medkit thì cũng tốt, nhưng mà cứ để đó đi. Bây giờ đi vào phòng của mình nghỉ ngơi đã. Có hơn 50 thử thách trong game này luôn. Nói chuyện với anh ghét này thôi. Đi vòng vòng coi có chỗ nào nói chuyện đâu, con ngã đâu thấy không? Do you want to place your special request? I hope the rejuvenation chamber clears. Trong phòng này mình có thể ngơi thư giãn ăn nhậu mà mấy cái bàn đó nè. Bên đây như cái két sắt vậy trời. Cái này cái sau truyền hình gửi mình thôi. Này chắc nhân viên làm ở đây. Bên kia là mấy cái phòng chắc của những người chơi khác như mình. Ồ, bên đây nó bán cái súng nè. Mấy cái súng này nó mạnh hơn mình rất là nhiều luôn. Tuy nhiên giá thì cũng không hề rẻ cho mấy. Mình có một cái súng cùi hồi nãy giá donate lấy 100 đồng á, không có bán súng được nha. Mình donate là nó chỉ lên danh tiếng cho mình thôi. Nhưng mà chắc không cần xài tới nữa đâu, lấy 100 điểm đi. Hai chiếc lựu đạn. Cái này là cái thuốc hồi máu medkit của mình, 15 hồi được 15 máu. 15 máu đầu game cũng khá là quan trọng. Này nó level 8 nên nó khá là cao. Thôi bây giờ mình đi nghỉ ngơi thôi. Ngày mai mình sẽ vô cái công xưởng đấu thêm trận nữa. Đem tính mạng ra mà đi kiếm tiền anh em thấy khổ không? Nhớ cái này là mình nhớ về quá khứ của mình hay gì nữa. Một tai nạn nào đó xảy ra ngay trước cổng cái ngôi nhà luôn. Đây là mình phải không? Hiện trường vụ án là xảy ra ngay cái nhà này, chắc là mình này. Thậm chí có khi mình tham gia cái show truyền hình này để điều tra về cái vụ án ở đó đó. Jimmy với Noah hả? Alisa. Còn những cái tên khá là xa lạ. Nghe tiếng chuông nó kéo gắt, nhìn thấy ẩn lạnh thiệt chứ. Ok. Ngồi tí thôi. I'm fine. Thằng vàng nó vô trong nhà mình ngồi luôn. Rồi, đi thôi. Hey there, challenger. This is your personal audio recording device. Cảm ơn viên, đây là cái đoạn ghi âm được chuẩn bị sẵn cho cá nhân mỗi người. You can use it as your personal audio log. Record messages for your fans. Mình có thể ghi âm lại những cái thông tin này để gửi cho fan hoặc là những cái người thân trong gia đình của mình. Thậm chí có thể gửi cho mình lưu thông những cái đoạn ghi chú hồi thoại này. Thôi không cần đâu. Đi thôi. Chào mừng đến với cái thể loại Onta của chúng ta. Hôm nay thì một cái đợt thử thách với 100% là cái chết thật sự trong cái trận đấu sinh tử, nơi mà đầy rẫy những cái gầm bẫy chết người. Đêm nay đây là một cái chương mới mở ra dành cho những người tham gia cái thể loại này. Một nhà vô địch champion Man City Dancing và thợ săn tiền thưởng Caleb Magito, đó là chúng ta đó. Một cái nơi cực kỳ nguy hiểm, một cái khu mỏ bỏ hoang. Đây nè, mình nè, Caleb nè, tên gọi là Get nè, tóc đỏ luôn, thanh niên này Marty, màu vàng điển hình. Mở cửa 24/7, nhưng mà hiện tại nó chưa mở. Chỗ này hồi trước tôi nhớ chơi là có một trái bom ở đây. Đây nè, đây nè. Đó, phá trái bom nè. Nó bị phá ở hướng bên kia rồi. Cái vết máu của thằng nào nó để lại danh sàng. Bom nữa nè, anh em thấy nó chăng dây không? So much for that trap. Nobody's gonna have time to stop for a snack during this challenge. Đây, fan của mình đây.
You look a bit like her. Sorry to disappoint. It's not your fault. Bây giờ hãy hứa đi, nó bảo mình giống thằng Kamigen, mình cũng bảo luôn, tôi chính là Kamigen. Lấy thêm một cái điểm kịch cỡm nữa. Spike trap. Vãi thiệt. Thiết kế cái bẫy gì mà nhìn không thấy. Safety first. What's in that reward box? Được 100 đô và một chiếc bom. Chưa chỉ trên máu một khúc máu trời thiệt. Rồi, bị phục kích rồi. Trapped like rats. Can they force their way through this ambush? Thằng này 15 máu. Cái gì mà Phantom nên không? Trời ơi ông ơi. Chơi mấy con game in game in mà tôi dùng OBS quay á, rất là hay bị cái lỗi như thế luôn. Khá là khó chịu à. Hy vọng là nó chỉ một hai lần nữa thôi, đừng có nặng quá. Không có gì chơi ngầm nó ảnh hưởng hết. Ở đây chỉ có hai thằng thôi, nếu như mình bắn nó thì bao nhiêu máu. Xét bên gì 55% à? 5 đến 6 đam, 7 đến 9 đam. Mình đi qua mình đập nó luôn á. Không được, như thế thì nguy hiểm quá. Vẫn là cảnh giác cho an toàn thôi. Thằng này bắn được 47% á, bắn thằng bên kia nó còn chính xác hơn. Thôi an toàn, chưa nên di chuyển dội ở bước đầu đâu. Bắn nè. Chúng không đâu không biết nữa, để cái góc camera như thế này thì bó tay. Một thằng rồi đó. Đi qua đây đấm nó. Anh em mà bật cái chế độ máu me lên là mấy cái đòn kính liễu này nó rất là bạo lực luôn. Tôi hiện tại đang tắt cái tính năng đó rồi. Đơn giản vậy thôi đó hả? Được thêm cái lụn nữa nè. A chance to get up close and personal with the contestant. Nó lại bắn súng. Đồ đen trái đi. Coi cái frame của mình. Tí nữa mình lên cái này thì mình cần khá là nhiều thứ. Cool, ngầu. 3 điểm Atho cũng được. 3 điểm Atho á. Nice to meet you. Rất vui được gặp bạn, nhưng xin lỗi tôi quên mất tên của bạn rồi. Tôi là Scarlett. Đây là Queen Ngầu à, ưu tiên lấy hai cái điểm này. Tôi sẽ nhớ điều đó, giống như mái tóc của tôi. Tóc của tôi nó rất là đỏ. Bên trong nó có cái gì kìa anh em. Đúp. I can't help you with this. Đó, cái bẫy tay sập vô đó. Núp. Anh em thấy cái tính mạng của mình chưa? Nhận được cái mà miếng gì nữa nè. Bên này là bom thôi. Đụng vô khéo liên quan là đi luôn á. Cửa này à, cái cửa này mở ra cái chỗ ban đầu nãy mà. Hồi máu nghe đó. Don't need it right now.
Rồi bây giờ mình sẽ vô cái cửa hàng này coi có gì trong đây, lại chơi với mấy thằng sơ cùm nữa, đừng có ghét game nữa nghe không. Game này chơi thú vị quá, phải. Cái thùng này nổ không tới thằng này, cái thùng này thì có khả năng hơn. Bước đầu tiên thì chắc là vẫn đi giữ vị trí rồi cảnh vệ thôi. Ở đây đi. Going on defense for a bit. Nên chia hai cánh thì tập trung vô một cánh. Chia hai cánh đi. Ready to defend his position. Mày nhúc nhích á, mày nhúc nhích nè. Nó bắn trả mà nó bắn hụt rồi. Mình đang núp ở cái chỗ mà rất là kín luôn. Bắn nào, bắn nào. Quá chừng 11 đam. Ở đây là chuẩn bị xuất hiện thêm hai thằng nữa. Mình xuống mình gà giòn này luôn á. Một thằng sơ cung đã ra đi. Nhưng mà ti qua đây rồi dứt điểm này. Double kill. Thằng lên đúp ở đây mình bắn cái thùng thuốc nổ có khi là dính nó đó. Mày ti thì chắc cút lui về đây rồi gài đạn thôi. Reloaded and ready. Time for some more bullets. Dính không? Không, nó núp ở đây là nó không bị dính, nó kéo qua. Là mình tiếp tục cảnh giới. Chuẩn bị có ba thằng đi ra từ chỗ này à. Cái thùng thuốc nổ này thì nó dính đường đó nè, cái thùng bên đây thì dính đường này. Tạm thời rút về đây đi. Một thằng thì quá đơn giản. Thanh niên mạc tin này thì đi đây đây rồi lại tiếp tục cảnh giới thôi. Thằng này núp ở đây mình bắn cái thùng này được rồi đó, nó dồn qua bên này dễ chơi hơn. Thằng này nhích đi. Cái thùng này nổ chỉ dính hai thằng kia thôi. Thanh niên này đi ra đây thì không bắn được cái thùng đó, hơi khó nha. Cái thùng ở đây nó khuất cái vật cản quá. Gạt con phan luôn đi. She narrowly avoids getting hit. Bây giờ nó cảnh giới nên là văn hụt. Không bắn được cái thùng này hả ta? Không bắn được rồi. Bắn được này thôi, kệ nó, không sao.
goes wide. More bullets, more fun. Không có góc để bắn vô cái thùng này. Tại sao vậy? Bum. Exit one scum. Xong, đơn giản. What a spectacle. Time to see how these challengers rated. Battle performance ratings are affected by fulfilling optional tasks. Level 3 không? In the case of a team-up situation, the number of contestants still standing at bây giờ cái cửa thì chắc nó mở rồi đó. Đó đi thôi. Bên này còn một cái gì ở ngay cái dốc dưới à, có fan nào nữa không ta? Qua đây nhận cái thùng này chứ cả. 100 đô và một cái lựu đạn. Cái cửa này nó có một cái cổng dây điện nào. If these former luxury apartment buildings weren't condemned, they'd be a great place to watch the show from. Soi kỹ kỹ rồi, nó có đập bên cái bẫy nào. Well, that seemed to open something. Đây, mở được cái cửa. Do we really want to know? Could be something valuable. Can I have an autograph? Có mấy fan nào? Fan. Can you hear me? Yeah, tôi nghe anh đây. Lucky you. Đây là bức ảnh thứ hai của tôi ngày hôm nay. Lấy cái điểm mà cool ngầu rồi đó. Đây. Chúc bạn may mắn. Chỉnh mà thằng này nó độ mà khắp cái đầu óc nó luôn. Chắc lấy cái điểm này. Đường này nữa thì mình đi đâu ta? Ây da. Con bà nó không thấy cái bom. Sao nhiều đường như thế nào? Từ đường này đi đâu nữa? Sniper shot. Looks like someone or something is on the hunt again. Thôi xong rồi, bây giờ phải làm cái gì? Good use of the available cover. Đi ra, tôi bắn cắt gì? Tầm nhìn thôi, lũ đạn nhà nó nhé, còn có 6 máu thôi. Hên, có cái chậm hồi máu. Có 1.900 tiền thôi. Thằng này có mỗi cây súng mà donate của nó luôn hả? Hay là nó mới được thưởng đâu? Khoan. Ý, nó mới được cái súng mới, lắp vô luôn. 2 điểm kill point chưa cần đâu, mình nên tích điểm kill point dần dần đi. Đây là mình có thể gắn thêm mấy cái chip bọ gì vô nữa nè. 1 điểm kill point thì chắc vẫn chưa xài được cái gì. Nhận thêm một lót để trang bị item. Tôi thấy cái điểm này nó không có nghĩa lý gì nữa lắm. Tập trung ưu tiên 3 điểm nâng cái này đến đó. Không nên phí điểm linh tinh. Bán cái súng của thanh niên kìa. Donate cái súng cùi luôn. Cái gì đây? Tôi không muốn vô đâu. That switched it off. And that's how you deal with traps. This district is loaded. Đây được con chip cho mà thanh niên này nè. Con Neutron này nè. 5 máu, máu lên 51 rồi.
Nhưng mà chắc trước sau thì cũng phải vô đó, nên giờ chắc mình vô đi. To reach the final challenge of the night, the players need to get a ride on the sky train. Rồi đấu với thằng Sarkum với thằng Gunin. Bến xe tử thần, đường dây tử thần nhá. Cái thử thách này thì phải né tránh mấy cái đường dây đi qua đi lại, nó sẽ chạy theo từng đợt nữa. Bây giờ làm sao biết khi nào có xe lửa nó chạy rồi? Mình đang điều khiển mạc ti vậy đó. Switching to defense for a bit. Setting up a kill zone. Gunin này 30 máu là nguy hiểm vãi cả. Bắn đó. He gets clipped while on the move. Bây giờ không ổn rồi, kiểu này phải đứng chung một bên mới được. Showing some patience. Do I hear an incoming train? Trên nó sẽ đi hai cái đường này. Đường 1, đường 3, vậy chắc mình phải rút về rồi. Bắt buộc rồi. Rút 2 điểm luôn. Đứng giữa đường xe cán mà giờ ông nội ơi. Nè, hai ông đứng giữa đường. Đó, thấy không? Tôi nói mà. À, bên này chuẩn bị có hai đứa đi vô cái này à. Dạ. Himself into an overwatch position. Rồi, nó mở cửa hai đứa này vô là mình đem nó luôn. Mấy này bên đây thì cứ để nó ngoảnh đây. Setting up an ambush. Waiting for them to come to him. Waiting for a better shot. Setting himself up for a shot. And there goes the express. And the overwatch pays off. Chết rồi, nó lại gần quá ta. Bắn nó thì nó không chết, bắn nó chỉ có 5 đến 6 đam mà. Mày tin này bắn yếu gì vậy ta? Rồi bắn nó chết luôn nè. Việc này trước đi, thằng này nó đánh cận chiến nguy hiểm đó. Ladies first to bring the pain. Waiting for an opportunity. He's no easy. Trời, nó đứng từ đây nó bắn qua đây mà bắn hụt được. Entering an overwatch position. Bây giờ bắn hụt tiếp. Giờ đáng thôi. Chú đấm này. Scratch one scum. Waiting for the enemy to approach. Blocking the area down. Bây giờ nó bắn chúng. Thằng này ngu leo ra giữa đường cho xe cán.
67% bắn trúng rồi, trúng luôn. Trúng thì thanh niên này dậy lấy đấm cận chiến là được rồi. Getting ready for incoming opponents. Xe chạy hai đường này, chỉ tôi này mình phải gài đạn thôi, chả làm được gì đó. Daring them to enter his range. Topping off her ammo. Laying in wait. Will his patience stay? Rồi, bây giờ mình có thể qua bản chơi tôi nói đó. Thì bên đây mới đúng chứ. Hoping for a clear shot. Chơi chạy như gì thì sao mà tránh được ta? Có khi mình lên trên đây mình đứng thì có khi né được cái đòn xe này á. Nên tôi xử lý dứt điểm ăn này luôn. Ok, đi lên, bắn nó 65%. Ok chưa? Đúng đen luôn. Đứng ở trên này thì chắc cũng an toàn thôi. Hôm này thì bắn trúng. Bây giờ à, nó bắn hụt, bắn hụt. Còn này nó núp à. Sáu đàm đúng sao. Tuần sau thì không có xe, mình vẫn có thể ẩn nấp được. Không bắn được thằng nào luôn. Nên chắc là bật cảnh giác đi. Hoping the enemy breaks cover. Em Galet qua đây dứt điểm thằng này. Bà nó còn một máu thiệt, con game nó khốn nạn với tôi. Ôi giời ơi, đồng độc ác. 7 đâm, thằng này nó bắn lại mình phát nữa là thôi thớp luôn á. Thằng hên nó bắn hụt nè. Ở dưới này mình lắp vẫn khá là tính. Chuẩn bị có xe nên bắt buộc mình phải lên trên. Nên sử dụng cái đòn cận chiến tích nữa. Thanh niên này thì bắt buộc cũng phải lên trên luôn. Xe nó chạy ngang. 7 đam đau nha. Staying off the tracks pays off. Thì đấm cận chiến thôi. Tí nữa mình qua đây mình nhập máu. Một hit chết luôn rồi. And they've done it with zero fatalities. 1.4m, 5 giật tay. Mình nhận được cái súng mới cho cái thanh niên mà Martin nè. Lên level 10 luôn. Này vẫn level 3. What a ride. Next up, final challenge. Is it just me or are these episodes getting old? Cái fan của mình nhận được 1.000F ngay lập tức đây. À, vậy là đúng như tôi nghĩ là mỗi cái banner tài trợ này á, theo cái dĩ số fan của mình từ mấy cái nhà tài trợ đó, thì mình chỉ nhận được có một số trong cái này thôi. Tiết kiệm 20% tất cả các bounty là sao? Không hiểu cho lắm. 30% đam từ 7 không cần, nhận thêm nhanh hơn 10% XP đi. Tại vì cái chỉ số XP đầu game này nó khá là ngon nghẻ, nên sẽ tập trung vào hai điểm gốc kia nữa. Đây tất cả cái tiền tăng 10%, tăng cái sản lượng hồi máu lên cho mình. Giảm giá, à cái này là giảm giá chứ không phải là lưu trữ bảo tồn gì hết. Cái này giảm giá 20% các cái vật thể mà mình có thể nhặt được. Nó thì hiện tại chỉ giống như cái lựu đạn vậy đó. Mình có 2.500 tiền rồi nè.
Em này thì vẫn chưa lên cấp nhưng mà thanh niên này có cây súng mới. Cây súng mới này đam nó cao hơn rất là nhiều, nhưng mà tầm bắn nó lại ngắn hơn. Ngắn hơn một luôn. Với lại nó chỉ bắn được một lần duy nhất thôi, 15 đến 17 đam. Nhưng mà nếu bắn kiểu này thì tôi thấy nó vẫn nên để cận chiến á. Mình sẽ thể sử dụng cận chiến thì nó tốt hơn. Nên khẩu súng bắn hai lần này tôi vẫn giữ lại đi. Mặc dù lượng đam nó chênh lệch khá là nhiều nha. Chênh lệch tới 25% nữa. 25% của 11 này là khoảng 4-5 điểm. Của 13 này cũng 4-5 điểm luôn. Nên chắc tôi vẫn xài súng cũ thôi. Chip tụ thì không có con nào mới cả. Này, giao lưu với anh đấy. Bạn có ký lên mấy tấm ảnh chụp với tôi không? Nhưng mà thanh niên này nó lại đưa tấm ảnh chụp là không phải tấm ảnh hình mình. Thôi, cũng được, ký đại lên đi. Lấy hai cái điểm cung ngầu và một cái điểm này. Bạn thì cũng đéo quan tâm cái vụ mà tôi là ai đâu, phải không? Đúng rồi đó. Nó thật sự đéo phải là tôi đâu. Nhưng mà tôi vẫn ký vào bạn. Mấy thằng lúc này thì tên tuổi của mình nó còn rất là nhỏ bé luôn. Nên mấy thằng fan này á, nó vẫn chưa biết mình ai, nó hay nhầm lẫn mình với người khác nhiều lắm. Cái gì? Oof, the drone won't be fooled that easily. Bị mấy con Gobo nhìn thấy là nó bắn mình, trời ơi. Không biết vừa mới trắng cây máu luôn rồi. Trying to sneak past the drones. À, tới đây nó có hồi máu rồi. And the challengers outsmart the security drones. Wish we could just shoot them. Not around here we can. Lại vô một cái đấu trường mới. Cái này là cái chỉ số chiến lược, nó chỉ có một thôi, notebook là 4/11. Mình còn thiếu rất là nhiều nên chắc tôi sẽ quay lại để nhặt đồ lên, chưa có vào vội đâu. Giờ này tôi phải chơi chuyển chỉ tại nó khá là thú vị. Mấy cái bẫy nó cũng tự động tắt hết rồi. Đây còn một cái notebook nào. Hai cái lựu đạn, trong đó có một cái medkit. Mình hồi nãy còn sót khá nhiều thứ. Ở đây là cái gì? Mở một cái đường xuống dưới rồi. Cứ bơm có lựu đạn vô đó. Đây nè, đúng rồi nè. Trap neutralized. Đây nữa nè, trời ơi nó đặt. Spotted the trap in time. Oh, spike trap. There's another reward box. You know, there were still people living around here last time I was on the show. You're kidding. I shit you not. Cái chỗ này nãy mình đi vô mà. Even when Omega bought up the whole city to use for the show. Looks like they eventually got the message. Cái chỗ mà cây súng nó bắn tự động luôn đúng không? Chứ đó thì mình nhặt đồ rồi. Chỗ này nãy mình vừa đi xuống. Bên đây thì chắc cũng vậy thôi, hai bên nó thông nhau mà. Không có xem được bản đồ nha, nên tôi phải nhớ map khá là như đau đầu đó. Nên chắc đi ngược ra ngoài luôn. Chơi phải chơi game cho nó kỹ, khám phá nhiều thứ, đầy sót cái đòn nè. Hey, I used to have a car like this. Old style manual control. 150 tiền, ngon. A real classic. More helpful loot. That station must be a sight for sore eyes at this point. Bây giờ tôi đủ tiền lên được cây súng khá ngon nghẻ hơn rồi nè. Có nên đầu tư cho em nó không? Mình cũng khá là thường cái này. Nên donut nổi loạn cái đi. Chắc tôi đầu tư lên cây súng luôn á, cho nó xịn sò lên tí. Bắn được thêm một viên đạn nhưng mà đam nó vẫn hơn đó nè.
Ok. Con Kobo nó cứ bay theo mình làm cái béo gì vậy ta? Hồi nãy trước khi mình vô đây là hình như còn một vài đường đi nữa. Đây, lúc trước khi tôi vô đây tôi nhớ còn một vài đường đi. Đây, chỗ này có bom nè. You think this might explode? Don't know, and I don't recommend we hang around to find out. Took care of that trap. Ôi ôi, bảy. Hey, can I have your autograph, please? Đây, fan mình đây, fan mình đây. An autograph? Sure. Thanks. Một tấm ảnh à. Mình biết đó, nếu bạn chết sớm thì cái này nó sẽ làm một cái bộ sưu tập rất là có giá trị luôn. Anh đùa vui đó. Tôi sẽ không chết đâu. Mình kia kìa nó hơi bận đấy. Với này có một số trái lụng nó đang treo nữa nè. Thấy ghê không? A reward box this difficult to snag is bound to contain something interesting. Cái này là giải đố hả? Cái đầu tiên ảnh hưởng cái thứ ba, còn cái này ảnh hưởng 3-4. Cái này ảnh hưởng là 2-3. And there's the first barrier down. 1-2. 1-2 nè. Không. 1-2 nè. 2-3 nè. Ở đâu? Cái nút là nó chỉ... Ủa? Cái này là 3-4 này nha. Cái này nó cũng 3-4 luôn là sao? Sao kỳ vậy? Như thế này thì đâu có giải được. Có khi nào bị lỗi ở đâu không ta? À, bấm nút T nó hiện ra mình còn thiếu là 4 cái notebook thôi. Hình như điện nó chạy vào. Điện nó chạy vào thì mình mới là bấm cái này. Không, cái lũ gích giải này tôi không hiểu gì quá. Bị lú rồi anh em ơi. Hai cái này nó ảnh hưởng đến hai cái 1-2. Bỏ tay đồng tập. Bây giờ cứ thử liều đi. Tí nữa rồi dắt cắt cái đoạn này luôn á. Làm liền luôn nè. Cái câu đố này là mình phải chuyển hai nhân vật qua lại. Đây, để Marty vô đây nè. Chuyển qua em này. Đó, rồi chuyển qua Marty. Rồi mới chuyển về em này. Rồi chuyển qua Marty đi lên. Chứ không phải là theo cái logic bình thường. Được cái phần thưởng là cây súng mới nữa nè. Này được cây súng mới này. Trời ơi nó vui. Gây thêm đam lên một quân địch mà mặc cái bộ giáp Kevon này là 10 đam. Giáp Kevon này làm sao biết nó có cái hiệu ứng mà Kevon là xuyên qua Kevon nè, nên chắc ít ra nó cũng không bổ ngay cũng bổ dọc á. Mình cứ đeo vô thử đi. Bây giờ mình bắn có thể tôn quân địch.
Hiện tại mình đang có là 5 điểm rồi. Cái di chuyển này tôi thấy chưa cần, nên lấy luôn, đăng luôn cái điểm này đi. Em này thì vẫn có chỉ có một điểm thôi, còn khá là yếu. Nhấn T là mình còn thiếu khoảng 3 cái điểm nữa, 3 cái món quà nữa, gọi là mấy cái phần thưởng bounty nó treo trong này á. Cái này mình mới mở nè, chắc xuống đây coi thử. À không, cái chỗ này là cái chỗ mở đầu tiên, mình chỉ quay về cái đường cũ thôi. Chỗ này cũng đã lấy rồi, đường này cũng đường cũ luôn. Còn chỗ nào mình chưa đi ta? Này là cái chỗ ban đầu mình vô này ha. Đây 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 đây. Neutralize the trap. A quick pit stop and another reward. Cái đoạn đi lên trên này hình như tôi chưa có đi thẳng vô thì phải. Chút nữa mình đã vô đây, nhớ chỗ này nha. Đoạn này thì chúng ta đi một lần rồi nè. Không, đoạn này đi rồi, không cần đi lại. Tôi nghĩ là nó chỉ nằm ghé gác ở đâu bên đây thôi. À, đây là một cái khu vực mới cho chúng ta nữa nè. Cái gì đó, cái gì đó. Nó bắn là gì à? This trap firing on itself. Two down, one to go. A nasty burn. Yeah. And that's that. The reward box awaits. Yeah, baby. Glad you're enjoying yourself. Bị nó bắn 3 phát rồi, sắp chết luôn. Gấp gáp luôn. Looting another reward. 200 đô được cây súng mới. Mình mới mua cây súng xong nó lại cho mình một cây súng. Cây này áp dụng chảy máu là 18 đam, nếu như mình bắn nó một phát không chết thì nó có vẻ ngon hơn á. Tuy nhiên nó chỉ bắn có 2 lần thôi. Lắp đi. Bây giờ 10 trên 11 rồi, mình còn sót một cái ở đâu đó nữa thôi. Cái dưới này tôi đã lấy từ đầu. Có khả năng nó nằm trên này không? Làm sao biết cái... À đây đây đây. Anh em ghê vô nó nhìn góc phải dưới này nè. Nó đang mặc cái giáp mà Kimo nè. Nên bây giờ thằng này của mình bắn một phát là chắc chết luôn á. Sao cái gốc cây này không ổn nữa ta? Thôi, cứ thử một phát như thế này một nhẹ thôi. Rồi đưa shot. Chết luôn, đó đúng rồi đó. For the moment. Setting up a perimeter. Thằng này nhúc nhích là chết luôn. Đó ha. That gum is not getting up. Khá là đơn giản. And it's over. Do cái chỗ này là cái chỗ ban đầu thôi. Hồi nãy tôi đi qua đi lại mấy lần rồi. Level 4. Tốt. Ba điểm siêu von thì tôi học luôn cái điểm này, tiết kiệm tí đây. Midi-dam mình cũng khá tốt mà. Trên này hồi nãy tôi nhớ đi qua một lần rồi đó.
Coi có 7 không, cẩn thận tí. À, chỗ đó là trận chiến cuối cùng đó. Còn chỗ này thì sao? Mình sót đồ ở đâu ta? Không phải bỏ qua một cái món đồ như thế được. Trong này thì cũng đi gần hết rồi nè. Coi có sót rồi, khả năng sót trong này nè. Đó, thấy không? The area is clean up. Được cây súng sọt lên mới. Ý, cái này đam cao hơn khá là nhiều. Bắn vào cái lớp giáp carbon của nó thì nó lại xuyên qua luôn. Nên tùy tình huống mà ba cây này nó đều mạnh nha. Xuyên qua carbon, cái giáp carbon của nó. Rồi, bây giờ mình đi vô trận chiến cuối cùng rồi đó. Sounds like someone's having a party in there, and they didn't invite the challengers. Talk about rude. Gunin với Sarkum vẫn là hai cái đối thủ đơn giản đối với mình thôi. These challengers clearly aren't above party crashing. Mấy thằng này nó mặc giáp là kỳ lắm nên mình bắn xuyên qua rất là thoải mái luôn. Daring them to come to her. Just a bit outside. Chết rồi. Quá chừng. And the overwatch pays off. And it takes a hit after breaking cover. Đánh tưởng này à. Đúng rồi, chúng mày độc thủ luôn, chết ngay lập tức luôn. Ready for some more bang bang. Game này thì vẫn còn hai viên đạn, tiếp tục là cảnh giới thôi. Chết rồi, 11 gram. Hai thằng này nó mặc cái giáp gì vậy thôi. Rồi nó lại bắt đầu thêm cái gì vào cái bàn chơi này nó rồi. Thuốc nổ hả? Thì nó còn viết chữ bum bum bên đó nè. Bum bang đó chứ. Trời ơi, nó đập nát nguyên cái nhà rồi. Cái căn nhà này bây giờ đã được gãy gác, thuốc nổ ở khắp mọi nơi. Bây giờ chúng ta còn phải nhanh hơn, trong vòng 4 tuần phải phá hủy đồng bộ quân vương, hạ gục đồng bộ quân địch cho ở vào cái nút này. Thanh niên này giờ hết đạn rồi, thằng này nó chỉ còn có 4 máu thôi. Mình cũng không thể đi vòng qua nó được. Đây trước cái đi. Rồi mình gài đạn. Scratch one scum. Bam, bây giờ nó bắn 6 đam không sao. Tuần sau mình giết điểm là được. Hai máu.
hai máu rồi mình bắn nó kết thúc luôn á. Rồi lát hết. One less scum to deal with. Time's running out for the challengers. Ủa bấm cái nút rồi mà. Tôi đi ra cái cửa này nữa không? Chắc phải đi xuống tầng dưới hay là đi đâu đó. À bên đây còn nữa, 7 tuần còn lại. Hai cái nút là nghe, một nút bên đây, một nút bên đây, thêm mấy thằng này nữa, 7 tool nữa. Không bắn được nó, ủa sao không bắn được? À, nó phía sau này. Em này còn có một viên đạn à, tốt nhất kề đạn cái đây. Thằng này vô lên nữa, vô lên thì nó đánh cận chiến ảo lắm. Nó chuẩn bị sẵn cái katana rồi kìa. Chết rồi. Exit one scum. He isn't able to reach cover safely. Checkpoint way more. Did you see that hit? Còn một pháo. Quá ngon. Không, mình núp ở đây vẫn là kín lắm nha. Đấm nó thì khả năng nó vẫn chưa chết đâu. 5 tool đó, 5 tool thoải mái. Mình qua đấm nó rồi quay về mình nhấn nút vẫn kịp. Rồi đủ đam luôn, ngon. Bây giờ lúc trước cái đã. Another explosive diffuse. Just one more to go. It's either speed up or get blown up for the challengers. Looks like we'll have to make do without fireworks this time. Rồi xong. Khá đơn giản. Do cái thể loại này tôi chơi khá là quen rồi. The challengers make it look easy this time around. Nên được level 5 không? Được level 5 thì đủ điểm luôn. Bước tiếp là xong rồi. Trận này thanh niên này thể hiện khá là nhiều. Party's over. Time for our challengers to get back to business. The fans always appreciate. Bây giờ cái điểm danh tiếng của tôi đã tăng lên một tầm cao mới. Bây giờ đến cái khu đấu trường là khói vào bụi. Mình được con chip mới nè. Con chip này nó cho mình kháng lại cái đòn tấn công bằng kiếm, tức là không sợ mấy cái thằng mà Gunin nãy nữa. Thực ra thì tôi cũng đâu ngán lắm đâu, mình có cây súng khá là ngon nghẻ.
Mình có cây súng này nè. Anti là cái lớp giáp của mấy thằng Ronin đó. Thanh niên này 7 kill phone. 8 điểm thì lấy cái này luôn. Không, 11 điểm lấy cái này luôn. Súng thì vẫn cơ bản như thế. Bây giờ đi lại cái đấu trường mà khói vào bụi vậy thôi. Khui hết rồi. Chưa, cái chỉ số fame mình lên được 10.000 rồi nè. Nên lấy cái này luôn. Này, kép. Đều cái logo của tập đoàn mà Genius LLC này vô. Mình sẽ tăng được thêm là 10% ép nữa. Ủa đi ra bằng đường nào vậy? And that brings us to tonight's final challenge. Bây giờ là vô cái trận đấu cuối cùng. Mình phải chống lại 3 hạt địch thủ luôn à. Succum này thì nó mang cái giáp carbon. Còn thằng Succum này mang cái giáp K3. Còn Ronin thì mang cái giáp carbon. Giáp K3 hả? Cây súng mạnh hơn thì nó thông hơn. K3, còn em này thì xuyên được carbon cũng được. Rồi quyết đi. Ở hình này luôn. Ronin thì sẽ em Caleb GS này bắn. Còn Succum thì do thanh niên kia bắn. Đây là đấu trường giữa kính và khói. Cái này nó bắt buộc mình dùng melee để đánh bại hai thằng này. Đứng hướng bên đây. Một hit chết luôn. Do mình bui melee khá là ổn áp rồi. Cứ đánh cận chiến thì sẽ đánh thằng này. Và mất 6 đam. Ronin này thì nó mang giáp carbon thì cho em này qua xử nó. Thôi chết rồi, đi hơi lố rồi. Thôi qua chịu đấm ăn xôi một tuần nữa. Đúng lộn. Nó chém phát hai đầu à. 11 đam. Nãy cái gì đeo cái giáp mà kháng kiếm vô. Nó bắn màn tin đó kìa. Không. Thanh niên mà pin này chưa cần đâu. Chờ kiếp tuôn bấm sao ta? Cái chiêu này không biết nó là cái gì. Mình không có bỏ tuôn được hả? À đây.
bắn hụt không sao. Rồi quả đấm nó chết rồi. Một pháo. Thấy gọn kỳ mì cũng chết thôi. Đây, 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 đây. Thằng mới xuất hiện rồi. Thằng này nó chuyên gia chơi mà lũ điện khói bao bọc khắp nơi trong người đó luôn. Đây thực sự là một cái thử thách rất là khó khăn đó. Tẩn trong làn sương khói nơi đây mờ nhân ảnh. Nó đeo cái mũ rồi. Có là hai lần sạc pin thôi. Bên này có cửa. Thằng này giáp Kilab thì do thằng kia bắn khoát là xong rồi. Thằng này giáp tay thành đó. Bây giờ tôi không biết cái đổi cái mà vũ khí cho nhân vật này nó như thế nào. Cả hai đều ra cảnh giới luôn. Bây giờ trời nó bắn ảo dữ vậy. Chết rồi. Chuẩn bị xuất hiện thêm một thằng ở đây. Không sao. Nhưng sao mình hồi máu nghe em nói mày được. Không hồi máu là không đánh được con vua rồi đâu. Bức tường này sao mà bắn được không biết nữa. Quá chừng. Hồi 15 máu. Mình có thể bắn liên tục luôn. Nhưng mà đứng chỗ này hơi bất lợi. Đứng ở đây thì ngon hơn. Thằng này sao mà nó bắn ảo dữ vậy ta. Núp ở đây mà nó vẫn bắn được, không thể tin được. Securing the area. Chỗ này thì mình không có góc nào bắn hết. Đi qua đây thì quá là mạo hiểm đi. Khu này thì cũng khá là thấp. Entering an overwatch position. He loads a fresh clip. Nó lại gài đạn rồi. Who was that aimed at? Qua đây được rồi nào. Không có mục tiêu để bắn. He stops and reloads.
bắn không tới luôn. Không, không, chưa cần bắn đâu. Cứ tiếp tục cảnh giới thôi. Nó không có giới hạn thời gian nên mình cứ chơi an toàn đó. Nghĩa bắn ảo quá. Bây giờ còn 3 máu à. Đây, xả đạn. Well, that could have gone better. Mình còn có 3 máu thôi nên rất là nguy hiểm luôn. That's two in a row for the contestants. Loading fresh ammo. Nó gì đó. Ây da, chết luôn rồi. Không sao, vẫn còn 1-1. Nó target vào em nó không à? Không target vô này luôn. Mày chạy đâu đó? Đấm chết cụ mày luôn. Này thì giết em tóc đỏ này à. Có khả năng vẫn còn 1 máu thôi. Không có chết luôn đâu. Chết luôn rồi, trừ phi nguyên cái sầu quát mình chết hết á. Không được hoàn hảo rồi. Phải chi không ai chết nên mới đạt được cái chỉ số hoàn hảo nè. Đây là do cái điểm trên này. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà mình được chip mới nè. Đây, xong cái chương mà ở cái nhà máy bỏ hoang nè. Khu mỏ bỏ hoang. Chỉ là mình còn khoảng 6 cái web nữa. Tiếp theo là một cái ngôi nhà bỏ hoang luôn. Tùm sủng bỏ hoang luôn. Xong là coi như hai cái quét cũng tương đối là hơi có độ khó đấy thôi. Mình cấp. Bây giờ mình tăng được cái điểm cho em này. Có thể đánh liên tục luôn. Nhưng mà cái này vẫn chưa hiệu quả cho mấy. Tại vì cái đoàn trận chiến của mình nó yếu quá. Tiếp theo là xuống cái điểm này nè. Thanh niên này thì 7 điểm vẫn chưa làm được gì. Con chip mới này của mình chỉ gọng có 5 máu à. Máu mình cũng khá là thấp. 29. Nên chưa cần đâu. Thôi em mình cũng lên đến đây. Rồi hôm nay chơi đến đây thôi. Từ gà tôi ghép bộ bay cho anh em. Rồi nó có bán cây súng ấm gì mới không? Đây nó bán cây súng 4000 rồi nè. Tăng thêm khá là nhiều luôn. Tuy nhiên loại bỏ mất cái này của mình. Cái này cũng khá là ngon. Thanh niên này lên cây súng gần gấp đôi đam luôn. Súng thanh niên này đúng mạnh luôn á. 16-18 đam. Coi như là một hit kết liễu được mấy anh kia luôn á. Nó lên gần chục đam luôn nè. Nó lại bắn xa hơn một vuông nữa. Chỉ là không có xiên giáp này thôi. Nhưng mà lên gần chục đam thì đâu cần cái xiên giáp méo này làm chi nữa. Cây súng chỉ máu á. Mình có cây súng chỉ máu rồi nè. Đây là cây này nè. 6x3 đam. Tức là tôi nghĩ là sau mỗi tuần nó sẽ mất máu, mất 6 máu kéo dài trong 3 tuần. Là nó mất khoảng 18 máu sau 3 tuần đó. Tuy nhiên để xài được cái này thì chúng ta phải giữ khoảng cách rất là tốt luôn. Tức là mình bắn nó xong mình giữ được cái khoảng cách, nó không có đi đến gần mình. Hoặc là nó không bắn trả được mình. Thì cái chỉ số này mới có lợi. Còn hiện tại để như thế này thì nó tương đối lỗ đó. Rồi, game này hôm nay chơi đến đây thôi. Có thời gian tôi sẽ chơi tiếp mấy cái campfire nữa. Game thú vị phết, rất là cuốn luôn.
10 level. Hầu hết thì đi được khoảng là phần nửa level thì đã chết sạch hết rồi này. Rất khó có ai có thể vượt qua được cái level thứ 10 đâu. Rồi. Xuất game. Rồi, nay cho đến đây. Tôi AFK cũng khá lâu để làm việc. Nên bây giờ qua ngày mới luôn rồi. Lần này thì tôi sẽ giúp và quay cho anh em. Được thêm cái thẻ gì nữa nè. Đây, giúp và quay cho anh em ha. Đợt này thì tôi cũng không nhớ tôi giúp quay gì đó. Nên xong cái giúp quay này tôi cũng mở cái mới cho anh em luôn. Đóng luôn. Là con game CD 2 chấp Hunter. Con game khá là thú vị. Cũng khá là phi rồi, 1:30 sáng rồi. Nên chắc tôi làm là một hit ăn luôn á. 40 người tham gia. Đông phết đó nha. Để tôi coi thứ đây có ai mà đăng ký trùng không đó. Shop vừa đến Z. Ông Kitas này cũng đăng ký 2 lần thì chắc cũng quên rồi. Nên tí nữa bỏ ra. Thanh Liêm, Thanh Nam, Vũ Dương, Thắng, 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 Thanh. Còn ai đăng ký 2 lần nữa không nghe không? Trong Vũ Đức Nguyên này cũng 2 lần nữa nè. Ngày cách nhau cũng 4 ngày nên chắc là cũng quên đó. Rồi, bây giờ Vũ Đức Nguyên với Kinas là mỗi người một lần. Là hai ông này mới điền do cái form khá cũ nè. Nên loại bỏ nha. Thì anh em mà vẫn còn tham gia như cũ thôi. Đây nè anh em Kinas với mà Vũ Đức Nguyên chính thức thì vẫn còn trong đây nè. Đó. Rồi. Hôm nay ông tên để cái link YouTube như thế này thì chắc lên là Thanh Nam á. Cái gì nữa ta? Rồi, ok, chúng ta chỉ có bao nhiêu người tham gia đây thôi. Đồng phết đó chứ, cũng là 37 anh em nè. Đây, được 37 người như thế này thì lần thứ 5 là ăn luôn ha. 5 lần thôi, cũng khá là phi rồi. Tôi tăng mỗi lần lên 15 giây đi. Lần thứ 5 là ăn hết. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi. 37 người đúng luôn. Đổi cái hình cho nó phong thủy đấy. Lần thứ nhất. Tôi chưa thấy hình liền này trúng thưởng bao giờ luôn à. Stupid fit hay là hai là bốn người là thê này để tôi chúc mừng thanh niên này đã có một số 1 đầu tiên rồi. Ai là số 2 đây, lần thứ 5 ăn luôn nha. Không vui ai đây, khẩu chính hả, blue sky, bầu trời bờ xương à. Số 2. Đây, nhân vật mới của chúng ta đây. Trên YouTube tên là Thanh Nam. Số 3. Tiếp theo là số 4. Coi như là cơ hội cuối cùng cho anh em đăng thêm cái tỷ lệ nữa đó. Lần thứ 5 thì chúng ta chốt kèo luôn nha. Nobiku, Lê Di Anh, Nobiku rồi, cây dân con cu luôn. Rồi rồi, Nobiku, Nobita, số 4. Rồi, coi như bây giờ là lần cuối ăn luôn. Vinfin, tên, tiêu diện. Đổi qua cái xưởng mộc, đó, chuyển từ hệ mộc sang hệ thủy sang hệ mộc nha. Coi như lần cuối này ăn luôn đó. Chúng ta có 41 người tham gia thôi, nên tỷ lệ của anh em là 2.5%. Cái game đợt tiếp vào quay này là CD 2 Chap Master. Game cũng khá là thú vị nha. Anh em có thể thủ thành mà với cái thẻ bài rất là thoải mái. Trời như cái lối chơi của con game đó là vô hạn luôn. Anh em có thể bùi bao nhiêu cái thể loại thẻ bài kết hợp với nhau cũng được hết. Một con game thủ thành mà kết hợp thẻ bài nữa, thêm cái yếu tố của Gulai nữa thì giá trị chơi đi chơi lại rất là nhiều.
ông giữ được nguyên này ổng trúng nhiều lắm mà, đừng có vô ổng nè, vô này nè, đừng có nghèo nè, rồi nó chơi hơi nhanh nè. Coi vô béo không? Bi khô hay là A4GLT đây? Rồi vô thanh niên A4LGT rồi. Một dấu chấm nhỏ thôi. Cách một ngày pixel rồi, chúc mừng thanh niên AL4GLT. Thanh niên này thì có hình lá cờ Việt Nam trên kênh YouTube tôi đó, nên thấy cũng sinh hoạt hoài à, lâu lâu có comment. Tới bây giờ chúng thưởng thì chắc nhân phẩm mà chào mừng thanh niên này rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã tham gia cái giveaway mà quay. Lần tới thì ngày mai luôn, ngày mai tôi sẽ mở thêm cái giveaway mà quay nữa, anh em cứ yên tâm. Không có lạch lạc đi đâu cho anh em đâu. Phần thưởng thì vẫn còn đó cho anh em. Chúc mừng thanh niên G4LGT đã trúng con game thủ thành CD2 chấp Master. À, tôi xạo tạo sẵn cái mới luôn cho anh em rồi. Chỉ là chưa có làm cái form thôi. Ngày mai tôi làm cái form thì anh em cứ vô tham gia nha. Lúc anh em xem cái video này anh em có thể tham gia được cái giveaway quay mới rồi đó. Game mới thì chắc là game nhỏ thôi. Rồi một game kế nữa thì tôi sẽ cho một con game khá là ngon nghẻ cho anh em. Game nhỏ này tại vì trong cái khoảng thời gian này á, khoảng thời gian này tôi khá là bận luôn, đầu tháng 4 nè, nên không có nhà tài trợ nào liên hệ để mà đầu tư cho mấy con game ngon ngon một tí. Này, thành tiền đó đây. Khi nào có nhà tài trợ mấy con game ngon ngon thì mới có phần quà có giá trị của anh em được, cho anh em được. Chứ hiện tại thì tôi cũng nghèo lắm. Tôi cũng bỏ tiền mua mấy cái kia mà cho anh em giúp vào quay rồi. Nên anh em nào mà... Đây. Tôi cũng mới mua một đống kỳ cho anh em giúp quay cho anh em đây. Cũng 4-5 con game á. Đâu ta? Đây nè, đây nè. Trong số này tôi cũng giúp quay cho anh em 3-4 game hết á. Nên anh em cứ yên tâm. Khi nào có đầu giúp quay tôi mở cho anh em. Rồi, bye anh em. Hôm nay cũng khá là vui rồi.